Vâng, xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại video của Mẹ Cát Tiên Thử Thách. Và hiện tại bây giờ thì Mẹ Cát Tiên Thử Thách đang có mặt tại mộ của cậu Năm vào buổi chiều hôm nay. Và trước khi vào video thì chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Và điều đặc biệt nữa thì anh thấy bên trong mộ của cậu Năm hiện tại bây giờ có một cái món quà rất là đặc biệt. Không biết đó là một món quà gì mà em thấy là màu vàng đó mọi người ơi. Đây là một cây màu vàng, đây là một cây lộc vàng nha mọi người. Cái này cây lộc vàng nha, rất là đặc biệt, cũng rất là đẹp nha mọi người ơi. Hôm nay cậu có một món quà rất là đặc biệt, đó là cây lộc vàng. Theo anh nghĩ là cái cây này là làm chất liệu gì? Anh Tám khen là tám tây. Trời ơi, bằng vàng số 9 cái gì đâu mà. Vậy hả? Bằng vàng số 9 luôn. Dạ, cái này muốn chục vệ sĩ đứng đây coi cái cây. Vậy là cái cây này là mà để cho hở là sẽ bị mất đúng không? Mình phải đem đi cất cho cậu. Tối phải đem cất mới được. Tối nay bao phải bỏ cái này trong mộ cậu cho cậu giữ. Sắt là giờ đó em. Bỏ vào kinh cất rồi chỉ ta luôn hả? Em mua trong sắt vàng cái cất này. Sắt này mẹ nó chỉ ta luôn rồi. À, nói chung ra thì anh em cũng rất là chia sẻ niềm vui với cậu là cậu bây giờ rất là đẹp. Cái ổ vàng nha cô chú chị. Ổ vàng mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Cái lục vàng. À. Cái lục vàng bạc tỷ nha. Quá đẹp mọi người. Lấp lánh luôn. Gió nè, gió rất là lấp lánh luôn á. À. Đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thấy gió là lấp lánh đẹp không? Cái này mà có đèn nữa là thôi rồi, đẹp cực kỳ luôn. Chiếu đẹp. Chiếu hả? Đúng rồi. Cô chú anh chị thấy không? Quá là đẹp luôn. Cậu cho con xin lượng vàng về. Wow. Trời chiếu đẹp quá mọi người ơi. Đêm nó chiếu nó đẹp nữa. Chào anh, chào em. Đây nè, mọi người thấy không? Tên bàn thờ của cậu rồi lúc nào. Quay 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 quay, gió giật nữa rồi. Gió tới nữa rồi. Đó mọi người thấy không, trên đó là nước có chảy rồi mọi người thấy không? À. Wow. Nhiều, rất có nhiều luôn cô chú chị ơi. Cậu có cây vàng. Ý, mộ cậu có cây vàng bạc tỷ. Mộ cậu có cây vàng nha cả nhà. Ở cây vàng này ở đâu ra anh Cát Tiên? Cây vàng này hả? Cây vàng này của một cô ở quận 10 xuống đây mà viếng mộ cậu Năm, mà nghe nói là cái cây này đặt từ Đồng Tháp nha. Từ Đồng Tháp luôn hả? Từ Đồng Tháp á, chứ không phải là Sài Gòn đâu, ở Đồng Tháp á. Tiệm vàng nhóc kìa. Thì tiệm vàng Đồng Tháp dưới á. Vậy cô mà từ Đồng Tháp lên đây luôn hả? Đúng rồi. Mà đi nghe nói cũng bảo kêu mấy người bảo vệ theo bộ. Có người bảo vệ theo luôn hả? Có bảo vệ mấy người đi. Thám giờ em mới thấy cây vàng này nè anh Kiết Tê. Độc lạ trong mộ cậu đó, giờ chưa có ai tặng cây vàng này luôn. Cái vàng này là độc lạ, có từ người lúc từ làm mộ tới giờ là đây là một món quà đặc biệt nhất và cũng lần đầu tiên có mặt tại mộ. Lấp lánh ghê ha. Lấp lánh không? Cầm giùm em cái. Cái này bao nhiêu lượng vàng ta? Đúng không? Này hả? Bao nhiêu lượng vàng? Này mình không có vàng nhiều, mình không có biết được bao nhiêu lượng. Cái này mà lấy cân cân mới được. Cái này mềm mềm anh. Vàng mềm gì? À này sao chuỗi á ta? Có cái gì cái làm biến có. À gì này? Tối chắc muốn vệ sĩ giờ. Cái đó là không phải sao chuỗi đâu. Anh em chơi nhìn giúp cho anh em. Đây. À, cô đứng chụp hình luôn cô. Dạ. Rồi, để ra cho cô chụp hình nha. Rồi. Nè đây nè. Rồi, hiện tại giờ né cho cô chụp hình. Đó. Hiện tại thì cây vàng có wow, đây như là có một vị khán giả đến đây nữa mọi người ơi. Đó. Wow, đây là Văn Cục với lại Thanh Long. Đây, ủa? Khán giả. Đây chị Loan. Chị Loan lần nào cũng thấy chị Loan đây hết nha. Đó, chị Loan rất là quen thuộc nha mọi người ha. Ơi, đỡ điện thoại qua anh kia. À mọi người, rồi lên đây là chạy lên đây chị. Rất là đông khán giả mọi người ha. À bây giờ em sẽ quay một vòng nữa cho ông bà cô chú anh chị các bạn xem. Tự nhiên có nguyên cây vàng quá đã ha anh Cát Tiên. Đúng rồi, quá đã luôn.
Hiện tại bây giờ hổm giờ không có ai mà tặng giống như cô vậy đúng từ không? Từ lúc mà mậu mới xây tới giờ thì điểm bây giờ đã hơn 70 ngày rồi, là đây là món quà đầu tiên có tại mộ cậu Năm Vũ Linh. À anh Kiết Tiên. Bây giờ cậu giờ thiện nhiều giờ khán giả anh nào, vàng tới tặng. Ở đây là có hai cây phất tài hai bên. Đúng rồi. Hai cái chậu hai bên mà thêm cây vàng nữa là sao anh? Nhìn đẹp lắm ha. Nói chung ra là nhìn cái mộ với lại bàn thờ của cậu là rất là quý phái luôn, rất là mới mẻ luôn. Đúng rồi. Hai cây phất tài hai bên nó cũng vàng vàng đúng không? Đúng rồi. Nguyên cây vàng lấp lánh đó. Đúng rồi. Rất là đặc biệt. À, nhìn thấy không đẹp không? Nè cái này là em phải đi cất kỹ nha. Cất kỹ thôi là sẽ để mất giống như chai rượu vừa rồi. Tối nay bao bình lại bỏ trong mộ cậu cho cậu giữ. Trời ơi nói luôn hả? Cậu khán giả vô kìa. Ồ. À, dạ. Mình chú này giống như chú Duy Phương quá vậy. Có phải Duy Phương không vậy trời? Không phải. Phải Duy Phương không? Không anh. Tối nay hẹn giờ đó. Lúc này là 1:30 là khung cảnh 6 trần giống lớn trời ông ơi trời bỏ như này ông đây ông có là phải đem đi cất nha, không có để ở đây được. À, rất là đẹp mọi người ơi. À, cái cây này mà nếu mà sơ hở là sẽ bị mất ngay. À, rất là đẹp. À. Hai cây phất tài hai bên, hai chậu hai bên thêm cái này nữa. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. À. Hy bạn để em đi một vòng vô mộ cậu cho cả nhà xem. Như vậy ông trời ông nổi dần như vậy, nhưng mà người yếu bệnh ông trời không cản được bước chân của người yếu bệnh. À. Ủa mà chỉ đâu xuống vậy chị, cho em hỏi chị. À hóc môn hả chị? Dạ. Thì hôm qua chị có xem YouTube và coi chị có nghe những cái thông tin về mộ của Năm Bé không chị? Chị thấy những cái chị nói như thế nào chị? Không biết nói gì. Chị biết chờ xem thôi chứ mình cũng không ý kiến gì ha. Đây có cái ghế, à lấy cái ghế, ghế. À có ghế hả? Dạ. À, ở đây có khán giả xuống đó nè mọi người ơi. À, hiện tại giờ thì thấy dù trời mưa bão, đường xá xình lầy nhưng mà ông bà cô chú yêu mến cậu. À, dẫn đến đây thắp hương cậu à, tại vì cậu là một người sống rất là hiền hòa à, luôn cả mà ở trong nhà cho đến ngoài à, ai cũng thương mến cậu hết, cho nên là dù trời mưa bão nhưng mà mọi người dẫn đến đây thắp hương cậu à, sau sự việc ngày hôm qua thì rất là nhiều người yêu mến cậu. Thật sự mà nói thì em rất là xúc động tất cả tình cảm mà bà con đã dành cho cậu Năm, cố nghệ sĩ của Du Linh của chúng em. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, bây giờ thì em sẽ đi quay một vòng nữa thì em sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì mong mọi người xem và cho em một lượt like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho mẹ các tin thách. Cảm ơn mọi người là rất là nhiều. Đó. Đó, hiện tại thì phía ngay chỗ bàn thờ của cậu thì anh em đang chiêm ngưỡng cái cây lộc vàng rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Và điều đặc biệt nữa là duy nhất của cây này là từ đầu làm mộ cho tới bây giờ là mới thấy. Nghe mọi người, cây này là không đụng hàng luôn. Trên mộ của cậu là cây này là không đụng hàng từ đầu tới giờ. Đó. Rất là nổi và rất là đặc sắc luôn mọi người ơi. Đó. Đó, nhìn thấy rất là nổi luôn ha, nhìn xa là nó lấp lánh, nó rất là đẹp. Nếu mà gió lại mà trời nắng lên nhìn nó đẹp lắm. Đó. Đây là mấy cô đang chụp hình trên tấm hình của cậu Năm Vũ Linh. Đó, cậu Năm Vũ Linh là chắc chắc vui ngày hôm nay. Em có yêu cầu rồi nè. Sao? Giờ này mà đang mưa mà có nguyên cây vàng à.
tình cảm này, thời tiết không như vậy, thời tiết ủng hộ đây. Quá đá nữa. Đúng không, đẹp không? Em phải cất kỹ cái cây đó nha cho cậu nha. Đúng rồi, để sơ hở là mất là sơ không được. Là mất cây vàng của cậu. Mất cây vàng của cậu là sẽ mất đi cái nét đẹp ngày hôm nay. Ờ, cái đó là anh cái nghĩ này hả? Là 89 vạn vàng. Không, anh nghĩ là Thảo, anh nghĩ là mười mấy cây Thảo ơi. Đó, rồi thì chắc có lẽ thì video cũng khá dài rồi, thì chắc có lẽ thì mẹ Cáo Tiên hết cũng xin kết thúc video nha ông bà cô chú các bạn. Hẹn gặp lại ông bà cô chú các bạn vào cái video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em, mọi người xem cho xin một like và đăng ký. Rồi cảm ơn mọi người nha. Bye bye.